Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, gió Đông Nam yếu đi, thay vào đó là tác động của rìa phía Nam dãy áp thấp nên là cả khu vực Bắc Bộ có nắng với cường độ nắng mạnh hơn, nhiệt độ dao động trong khoảng 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Sang đến ngày mai, nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn nữa với mức nhiệt cao nhất khoảng 37 cho đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài cho đến hết ngày mùng 1 tháng 7 và sau đó từ đêm mùng 1 đến mùng 4 tháng 7 do ảnh hưởng của rãnh mây dông từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống mà Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to cho đến rất to trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa lớn với cường độ trong một thời gian ngắn sẽ gây ngập úng tại các khu đô thị. Nắng nóng chấm dứt từ ngày 2 tháng 7. Xu thế giảm mưa, tăng nhiệt cũng diễn ra tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể thì khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời sẽ chuyển nắng mạnh với nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong chiều tối nay chủ yếu là có mưa ở một vài nơi trong ngày trời nắng, nhiệt độ khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Và từ ngày 29 tháng 6 thì rãnh áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, miền Trung sẽ có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 cho đến 38 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo nắng nóng tại Trung Bộ sẽ kéo dài cho đến hết ngày mùng 3 tháng 7 và từ ngày mùng 4 tháng 7 nắng nóng sẽ dịu dần. Gió mùa Tây Nam vẫn đang trong giai đoạn suy yếu, vì thế mà mưa rông tại khu vực phía Nam vẫn xuất hiện vào chiều tối và tối, với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên sẽ dao động từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, chiều và đêm nay, vùng mây đối lưu tiếp tục hoạt động và có khả năng là mạnh lên thành vùng áp thấp gây mưa rông mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, ở khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh nấm hồng trên cây cà phê phát sinh gây hại. Bà con cần phải chủ động các biện pháp phòng trị bệnh cho cây, cụ thể như sau. Trồng cà phê với mật độ vừa phải, phù hợp với đặc điểm của từng giống. Sử dụng các loại cây che bóng có tán trung bình, hàng năm thì nên tỉa cành ít nhất là 2 lần. Sau thu hoạch vụ trước và các đợt bón phân thì cần phải tiến hành cắt cành, bẻ chồi, giữ tán cây thông thoáng. Bón phân cân đối cà phê giữa phân vô cơ và phân hữu cơ. Và riêng phân hữu cơ thì sẽ gồm có phân chuồng hoai hoặc là vỏ trấu đã ủ, nên là bà con cũng nên dùng thêm với nấm đối kháng trichoderma. Xử lý bằng các thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất hexaconazole hoặc là các thuốc có chứa ion đồng, ion bạc. Như thường lệ, trong phần thời lượng cuối cùng của bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.